Có một con cá sấu nằm trên đống xác động vật thối, tạo nên một màn ngụy trang xuất sắc. Khi một con kền kền bay tới vùng đó, thường để ăn xác thối, con cá sấu nhanh chóng tóm gọn con kền kền đáng thương mà không cần nhiều cố gắng.